Anh sáng để xe ở đâu cô? Để xe để đâu cô? Để đây luôn hả cô hả? Dạ dạ. Phải cầm đó tưởng như làm gì? Có ở đâu, con đi chơi mà. Dạ. Dạ. Hello. Xin chào quý các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City. Hiện tại bây giờ Phú đang có mặt tại khu vực cổng 2 Dốc Sỏi, cái đường Phan Đình Phùng bây giờ quý vị. Hôm nay là thứ bảy cuối tuần này, nó rơi vào ngày mùng 4 tháng 4 năm 2021. Giờ khoảng cỡ 8 giờ sáng quý vị. Phú đang lang thang ở khu vực đường Phan Đình Phùng, hay còn gọi là cái đường Dốc Sỏi hồi xưa. Ngay chỗ này là khu vực chợ nhỏ cổng 2 đây. Thì thể theo lời yêu cầu của rất là nhiều cô chú anh chị, luôn luôn muốn Phú quay cái con đường Phan Đình Phùng, gọi là cái đường Dốc Sỏi hồi xưa đó, để chia sẻ quý vị. Cho nên là Phú sẽ dành nhiều thời gian để quay con đường này thường xuyên để chia sẻ quý vị. Quý vị xa nhà, xa quê hương, xem video cho đỡ nhớ. Ngay chỗ này là nhà thờ Tin Lành đây quý vị. Nhà Tin Lành. Chợ nhỏ buổi sáng ở trên đường Phan Đình Phùng nhộn nhịp quá. Hôm nay lại là thứ bảy cuối tuần nữa, rất là đông luôn. Wow, sorry. Đi thẳng cái đường này thì chúng ta sẽ đi vào chợ Biên Hòa quý vị, và cắt ngang với cái đường cách mạng 8. Và con đường này chúng ta cũng đi vào ngay khu vực chỗ ngã ba Thành luôn. Và cũng trong cái video ngày hôm nay, thể theo yêu cầu của một số cô chú anh chị muốn Phú là đi lại vào cái hẻm 59 Đồng Tháp ở trên con đường này. Cho nên là tiện thể đi trên con đường Phan Đình Phùng này, Phú sẽ đưa quý vị các bạn vào thăm lại cái hẻm 59 Đồng Tháp quý vị nha. Con đường này hôm nay cuối tuần rất là nhộn nhịp luôn. Phú thấy rất là nhộn nhịp quý vị, nhộn nhịp hơn ngày thường rất là nhiều. Đây, tới ngay chỗ này thì chúng ta sắp sửa đến cái hẻm 59 Đồng Tháp rồi. Đấy. Nó nằm đối diện xéo xéo với ngã ba Thành. Ngay chỗ này có cái tiệm Inox Đồng Tháp này quý vị. Và có hẻm đi vào đây. Hẻm này bây giờ là hẻm số 176. Đấy, phường Quang Vinh. Khu phố 1 và khu phố 2. Đấy, Phú đi vào đây nha. Để quý vị đi dạo một vòng, thăm lại cái hẻm 59 Đồng Tháp. Quý vị xa nhà, xa quê hương, xem video cho đỡ nhớ. Cái hẻm này thì từ ở ngoài đường Phan Đình Phùng đi vào cái khúc ngay ngoài này, nó cái đường nó rộng lắm, chạy thoải mái. Nhưng mà đi vào khúc trong thì cái đường nó hơi hẹp. Và cái đường này thì bây giờ chúng ta sẽ đi nối thẳng qua cái đường Huỳnh Văn Lũy luôn quý vị. Đấy. Cái đường Huỳnh Văn Lũy và cái đường Phan Đình Phùng là hai đường song song nhau. Và cái đường này nó giống như là cái đường để nối qua, đường thông qua. Ở ngay chỗ này có cây bàng to ghê luôn. Đấy. Cây bàng rất là lớn. Trong chỗ này có mấy cái quán ăn sáng, rồi cà phê, lề đường này cũng rất là vui. Bà con người dân người ta ở khu vực chỗ này sáng sớm người ta ngồi ăn sáng cà phê rất là vui. Biệt thự đây quý vị ơi. Đấy, biệt thự đây. Nhà rất là giàu luôn. Mặt tiền thẳng với con đường luôn. Chỗ này chúng ta rẽ qua cái đường nhỏ nhỏ ở đây. Ồ, ngay chỗ này có tiệm ăn sáng quý vị ơi. Ngay chỗ này có quán ăn sáng đây. Ghé vào để ăn sáng cái.
Ánh sáng để xe ở đâu cô? Để xe dạ. Để đâu cô? Để đây luôn hả cô hả? Dạ dạ. Mấy cầm đó tưởng làm gì? Có ở đâu, con đi chơi mà. Dạ. 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 Ở đây mình có món gì cô? Hủ tiếu, mì, bánh gạo, hoành thánh. Hủ tiếu, mì, bánh gạo, hoành thánh. Cho con tô hủ tiếu đi nha. Hủ tiếu đầy đủ đi. Dạ dạ. Hello quý vị, đây là tô hủ tiếu à, người ta vừa mới mang ra cho bố nè. Đấy, thấy không? Xương nha quý vị. Đấy, hủ tiếu xương này, rất là ngon. Có trứng cút mọc, một ít rau và hủ tiếu nha quý vị. Đó, nhìn rất là hấp dẫn ha. Rồi, mời cả nhà ăn sáng nha, con mời cô nha. Dạ. Hôm nay đổi món ăn hủ tiếu. Ngon quá, đậm đà. Quý vị thấy cái tô hủ tiếu của bố này hấp dẫn không? Quá ngon luôn. Cho miếng ớt tươi vô nha quý vị. Để miếng ớt tươi vô nó cay cay nó ngon. Tóc mỡ rồi. Giòn tan, ngon. Miếng hủ tiếu đi. Cay cay ngon. Cái trứng cút. Rất là ngon. Không biết nước lèo vậy. Tuyệt vời luôn. Xương. Bố đang ngồi ở chỗ này là nhìn thẳng ra cái hướng mà đường Huỳnh Văn Lũy thôi. Còn cái đường ngược lại là chúng ta ra ngay cái đường Phan Đình Phùng. Cô ơi, cô bán đây lâu chưa cô? Dạ. Được nhiều năm rồi cô? 20 năm rồi. Ôi trời, quá lâu luôn. Cô bán cả ngày luôn hả cô hả? Sáng cô bán đến mấy giờ cô nghỉ? Dạ dạ. Quá đã. Quá ngon. Tập mỡ ngon quá, giòn tan. Xương ngon quá, tươi ngon.
Quá đã. Quá đã luôn Nuôi ơi. Ngon. Phê. Nóng nóng cay cay. Đổ hết mồ hôi đầu luôn. Cỡ nào cũng ăn được. Dạ. Không, cái này nó nóng nóng ấy bác. Xong cho ớt vô cay nó phê. Ăn sướng lắm. Dạ, đổ mồ hôi đầu. Ăn gì nó khỏe ăn mà mình cảm nhận được. Nó vậy là ngon. Dạ dạ. Người mình nó khỏe, ăn nó ngon. Dạ. Không ăn, dạ, ăn ngon mà dạ, nó thua. Dạ, đúng rồi, cái miệng nó chán lắm. Dạ. Nên mấy ông già, mấy bà người già ăn nó không ngon rồi, thấy ông thua. Dạ, dạ. Em sắp đi rồi. Alo. Alo. Ăn sáng rồi hả? Thôi con mời anh. Dạ, dạ, con chào chú. Cô ơi, tính tiền cho con đi cô. 25 ngàn con hả? Cô ơi, cô cho con hỏi cô tên gì được không cô? Con quay cái này đây á, con đi chơi. Nếu mà ai bị ngang qua đây mà xem cái video này con nó ghé ủng hộ cô. Chỉ vậy thôi à, chứ không có gì đâu. Cô Huyền hủ tiếu. Dạ, cô Huyền hủ tiếu. Con gửi tiền cô. Dạ. Dạ không chú, con không chơi số. Dạ. À, từ quán hủ tiếu của cô Huyền ở trong cái hẻm 59 Đồng Tháp, Phú lại tiếp tục đi thẳng cái con hẻm này để đi ra ngoài. Đi thẳng cái hẻm này thì chúng ta sẽ đi ra cái đường Huỳnh Văn Lũy quý vị nha. Tô hủ tiếu 25.000, hủ tiếu xương rất là ngon quý vị, thật sự luôn. Cái nước rất là đậm đà. Và Phú để ý từ hôm bữa Phú quay cho quý vị xem những cái ngày mà Phú đi ăn sáng ấy, thì những cái quán ăn mà ở trong hẻm này thường người ta nấu rất là đậm đà các vị, rất là ngon. Thậm chí là ngon hơn những cái quán lớn ở ngoài mặt đường rất là nhiều. Vậy nhìn nhà cửa đẹp không? Dân trong này rất là giàu. Đó. Ở trong những cái hẻm này có nhiều quán ăn sáng ngon lắm quý vị. Có dịp Phú lại đưa quý vị đi ăn sáng ha. Đấy. Đấy, quán ăn sáng đây ngon, đông. Dân trong này có vẻ rất là giàu có, cuộc sống khá giả. Khu vực chỗ này thì nó đang thuộc phường Quang Vinh quý vị. Phường Quang Vinh thành phố Biên Hòa. Gà đá. Quý vị xa nhà, xa quê hương, xem video cho đỡ nhớ nha. Thực sự là nhiều khi quý vị cất công đi ra ngoài đường kiếm một quán ăn lớn, nhìn cho nó sang trọng, cho nó đẹp mắt, ngon lành, nhưng mà chưa chắc đã ăn ngon bằng những cái quán trong hẻm này quý vị. Đấy, vậy nhìn nhà cửa đẹp không? Biệt thự không? Giá cả phải chăng nữa quý vị. Thằng thường ở trong hẻm thì người ta bán giá bình dân thôi. Còn ra ngoài đường thì người ta phải chịu cái tiền mặt bằng. Nên là giá nó cũng chua chát lắm. Chứ thực ra thì chất lượng chưa chắc đã hơn gì nhau quý vị. Đây, chúng ta ra tới đường Huỳnh Văn Lũy quý vị. Quý vị rẽ tay phải này là quý vị ra cái đường Nguyễn Ái Quốc. Còn đi qua hướng này thì chúng ta sẽ đi ra đường Cách Mạng 8 vào chợ Biên Hòa. Thì Phú sẽ chạy thẳng cái đường này ra hướng đường Cách Mạng 8 quý vị nha. Đi thẳng cái đường này thì chúng ta băng ngang qua đường Cách Mạng 8 và lại tiếp tục xuống cái đường Huỳnh Văn Lũy cũ ở dưới.
là cái khu vực gọi là dốc Sân Banh đó quý vị, rồi đi ra thẳng bờ sông ha. Đó, sẽ đi một hành trình như vậy để quay cho quý vị xem. Rồi, quý vị xa nhà, xa quê hương xem video cho đỡ nhớ. Cái đường Huỳnh Văn Lũy mới này thì đẹp lắm và phát triển rất là ghê. Dân ở đây giàu có, tại vì là cái khu mới mà, cho nên là nhìn nó hoành tráng lắm. Nó không có bị lụp sụp giống như là những cái khu cũ hồi xưa. Đây quý vị ơi, chúng ta tiếp tục cái hành trình nha. Đây là cái ngã tư này, giao nhau với đường Cách Mạng Tháng 8. Đây, Phú sẽ chạy thẳng qua bên kia luôn, là chúng ta xuống cái đường Huỳnh Văn Lũy cũ, gọi là dốc Sân Banh. Dưới chỗ này thì quán ăn sáng nhiều chi chít luôn. Thì có dịp Phú lại đưa quý vị xuống đây ăn sáng nha. Đấy, quý vị nhìn thấy không? Quán ăn sáng rất là nhiều. Và những quán ăn sáng này đều là những quán mà rất là lâu đời và nổi tiếng ở đây. Đó. Bên này là Sân Banh Biên Hòa đây quý vị. Sân Banh Biên Hòa đây này. Chỗ này rất là nhiều quán ăn. Bán cả ngày luôn cũng có, bán đồ ăn sáng không cũng có nữa. Cơm chay nữa này. Đó, nhiều lắm quý vị. Có nhiều quán là người ta bán lâu đời, nổi tiếng rồi, bán giá bình dân lắm. Rất là dễ tiếp cận với lại mọi người. Còn nhiều quán thì người ta bán lâu đời, người ta lấy cái sự nổi tiếng của quán bán giá rất là cao. Tại vì đối với cái tầng lớp mà đi làm công nhân thì ăn một bữa ăn sáng mà 50-60 ngàn thì giá nó cũng khá là cao quý vị. Khoảng cỡ 25-30 thì ok. Đó là cái giá bình dân. Người lao động người ta có thể tiếp cận được. Đi thẳng đây là chúng ta ra tới cái đường Nguyễn Văn Trị đấy quý vị. Bờ sông ha. Đây này. Cũng ra tới cái đường Nguyễn Văn Trị rồi. Đấy. Thì hôm nay đưa quý vị các bạn đi thăm lại cái hẻm 59 Đồng Tháp. Ở cái đường Phan Đình Phùng. Và thông qua cái đường Huỳnh Văn Lũy. Đồng thời thì cũng dắt quý vị đi ăn bữa ăn sáng. Hôm nay đổi món ăn hủ tiếu xương. Một quán rất là bình dân trong cái hẻm 59. Thì quý vị mà có về thăm lại hẻm 59 Đồng Tháp. Quý vị cũng ghé hủ tiếu cô Huyền. Ăn cho nó biết quý vị nhá. Rồi cái video này Phú xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video tiếp theo. Chúc quý vị các bạn được nhiều sức khỏe và mọi sự bình an quý vị nhé.